Giao. Tôi là Lô Tà Mau. 0947640046. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tà Mau TV. Hôm nay anh em mình quyết định lại chơi trốn tìm tiếp mọi người ạ. Sẽ không trốn tìm ở nhà mới nữa mà sẽ hôm nay sẽ bắt đầu sẽ trốn tìm ở nhà cũ của mình nhá mọi người nhá. Luật chơi thì vẫn rất đơn giản cũng như mấy lần trốn tìm trước thôi. Ở trên này ấy, thì chỉ thay đổi một chút thôi, không trốn tất ở trong phần đất mà tại vì đất ở trên này nhà mình nó hơi rộng một tí. Đấy. Thế nên là sẽ được trốn ở những nơi mà có nền bê tông, có công trình gì đấy. Đấy, chứ không được trốn ra ngoài vườn giúp cầm chè kia các kiểu. Chứ tìm ở trong vườn chè thì chắc chết luôn. Đấy. Chỉ trốn ở những nơi có công trình mọc lên nhá, hoặc là nền bê tông. Đấy. Và đây là phần trao thưởng cho video lần trước, video ai là người xấu nhất thì cái phần thưởng là 10 triệu đồng và cái comment, số lượng comment bình chọn cho mã số 01 là Mao Đệ Đệ rất là nhiều, vượt trội so với mã số 04 của Thế Trạng. Đấy, không biết là mọi người có bình luận công tâm hay không, hay là ưu tiên, hay kiểu gọi là gì nhỉ, kiểu thích Mao Đệ Đệ thế nên là hay bình chọn cho nó. Thế nên là bây giờ mình sẽ quyết định không chơi cái trò bình chọn nữa, tại vì mọi người toàn bình chọn cho Mao Đệ Đệ thôi. Đấy, nhưng mà vẫn quyết định là sẽ trao giải thưởng 10 triệu đồng dành cho Mao Đệ Đệ là phần thi ai là người xấu nhất. Ai? Đấy, mọi người có thể quay lại video trước thì sẽ rõ cái phần comment của mọi người phía dưới nhá. Đây, 10 triệu, cả 500, cả 200 đấy em ơi. Cảm ơn mọi người nhé. Còn đây sẽ là phần thưởng của ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là ai được tìm thấy cuối cùng sẽ giành giải thưởng 10 triệu đồng nhá mọi người nhá. Sẽ không chơi nhất nhì ba nữa mà chơi nhất ăn tất. Không biết là hôm nay Mao Đệ Đệ có làm được một điều như hôm trước làm vua trốn tìm không. Nhưng mà khả năng là ở trên này khó đấy, khó nhai đấy. Không, nhưng mà anh ấy càng khó thì em lại càng kinh khủng. Trên này có ai quen kiểu nhỏ nhỏ này chui vào đâu này. Thôi các ông chui đâu dễ dễ thôi nhá. Mình chỉ sợ mỗi một điều là khi chui vào máy phụt này xong rồi thằng ở ngoài nổ máy phát chết toi luôn. Đây. Thế nên là kiếm những chỗ nào nó an toàn nhá và không nguy hiểm, chứ đừng để mình đi tìm đến nơi vạch ra cái thế nằm im bất động là chết đấy. Không được kiếm những chỗ nguy hiểm nhá. Bây giờ thời gian dành cho quý vị và các bạn thoải mái đi. Mình sẽ lên hàng xóm uống nước chè đợi mấy anh em khoảng tầm. Đấy, bây giờ sẽ cố định cho hôm nay cho nhiều thời gian một tí nhá, tại vì đất rộng, cho 20 phút để tìm kiếm. Ok. Đấy, đây đây. Em sẽ là người quyết định. Ok, hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây ấy. Mình bây giờ được phong là ông hoàng trốn tìm rồi các bạn ạ. Tại vì mình ăn mấy trưởng to rồi, tàn nhất thôi mọi người ạ. Quả này nhà Mao Đại Ca, nhà cũ của Mao Đại Ca, rất nhiều chỗ trốn bí ẩn kinh khủng. Nhưng mà cũng quái đấy. Tại vì nó không hẳn là nhiều ngóc ngách ấy. Bây giờ không biết trốn ở đâu nhỉ. Đứng rồi. Đây này. Nhớ đừng vào, đừng vào cháu nhé. Ok. Đừng vào chỗ cháu nhé. Đấy, đi trốn đi. Từ. Chú ra đây. Chú giúp cháu ngay. Làm gì? Trong tí nữa có gì cháu mà thằng được có 5 triệu. Nếu, chia đôi nếu, gì? Không chia đôi đâu. Ai thì 5 triệu chả chia đôi còn gì nữa. Thì cho 2 triệu. Ok. 2 triệu thôi. Ok. Đau, cháu một cái lỗ. Tôi chui vào cái cây rơm này. Ấy chứ. Mọi người thấy mình đặc cấp không? Quả kèo hơi kinh khủng. Đây, chú ơi, bảo đoạn này này. Bảo đoạn này này, xong rồi. Không, trong đấy á. Nó ấm u, mặt mặt, cắn đến chết đấy. Ây, chú giúp đôi cháu đoạn này nhé. Cháu đi kiếm cái tải không có rắn chết đấy. Ngứa lắm. Bây giờ mình tắt để mình đi làm hộ chú đoạn nhé. Tiếp tục là series đi trốn tìm để kiếm tiền các bạn ơi. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục xe đi trốn ở nhà cũ Mao Ca. Nhà Mao Ca rộng lắm. Mình còn chưa biết mình trốn ở đâu đây. Các bạn hãy xem cuộc hành trình của mình nhé. Hiện tại mình tìm được chỗ trốn rồi các bạn ạ. Mình đang ở trên tầng 2 của nhà Mao
bắt đầu cuộc chơi rồi các bạn. Mình sẽ trốn một cái nơi mà mình đoán là Mao Ca sẽ không nghĩ tới. Tại vì nơi này mình sẽ không mở cửa để đi ra sân thượng, không mở cửa làm việc trường đến đây. Nhưng mà hơi nóng. Ăn đốt gì không, chắc không đốt đâu. Ai không chắc đốt đâu. Lần trước bố bà đại ca quánh cho một trận tơi bời rồi, vì cái tội tưởng là từ nay giờ đốt đờ với. Chèo mãi lên được tắt cả mùa. À, đã hết cái thời gian để cho các thí sinh trốn tìm rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm nhá. À, vì cái không gian nó khá là rộng, thế nên là mình sẽ phải tìm từng chỗ, từng ngóc ngách một. Đầu tiên là phải ra cái chỗ khu trùng gà này đã nhá. Tức là chỉ được phép trốn ở trong những cái khu như kiểu chuồng gà có nền bê tông với khu có công trình xây dựng nhé, không được ra vườn. Tại vì ra vườn rộng không biết đường nào mà tìm cả. Bây giờ sẽ bắt đầu xung quanh khu chuồng gà này. Trong này thì không có gì để trốn đâu, trong này rất là thoáng, không có chỗ trốn. Đằng này chắc thoáng thế này cũng khó trốn lắm. Đằng sau này cũng không có gì, không trốn được. Đó. Bây giờ khả năng là bọn nó sẽ không ra khu chuồng gà này, mà nó sẽ một là mình đoán ở những trong cái hòm thóc này, thóc lúa này, rồi ở trong khu ở trong nhà trong. Đó. Chứ ở đây hết chỗ trốn rồi, không có chỗ. Có đường nào leo lên trên không được. Leo lên trên thì nó là khó đấy. Không leo được. Chỗ này không có chỗ leo. Rồi cứ ngó qua cả chắc chắc. Trên này không có ai mọi người ạ. Và trên mái của chuồng gà này cũng không có ai. À, sẽ đi vào trong nhà kia. Khả năng là
trong hòn thóc sẽ có một thằng. Cứ phải cẩn thận, kiểm tra hết từng ngõ ngách. Chỗ này thì chắc là không có đứa nào. Tại vì ngoài này là chuồng bò cũ, mùi phân nó bốc lên. À mà không được, bọn này nó vì tiền nó làm tất ấy. Chắc hết đấy. Hơi khoai cái là hơi giận đấy. Bọn này cũng biết là thằng đây sẽ có một thằng. Mình nghi lắm. Bây giờ mình nghĩ con thóc này không biết nó giúp, không biết là có giúp cái thằng này không luôn. Chắc dưới này thì chắc không thở được. Trong này cũng thế. Cho mình là đầy hai hòm rồi, thế nên là không giúp được vào đây. Mới đầu mình nghĩ là sẽ có thằng giúp ở trong kho thóc. Hơi khoai, hôm nay là khoai đấy. Hôm nay là khoai đấy, không được mùa đâu. Còn nó không ra vườn được rồi, tại vì không được phép ra vườn. Chỉ được phép ở trong cái nền bê tông thôi. Ở trong cái nền bê tông và trốn ở trong nền. Luôn luôn là khoai. Ngoài kia còn một cái nhà nữa, đó là cái nhà của cột tổng đài. Mình sẽ tìm sau. Bây giờ tìm trong nhà nữa. Không có gì. Ở trong này có, bây giờ bọn nó rất là khôn rồi. Thế nên là phải tìm thật kỹ. Ghét thì không, nó không được. Con lợn này, trên này, mình biết ngay mà. Sẽ có một đứa ở trên này mà, xuống đây. Trốn đấy là còn thằng nào nữa không? Không hết rồi. Con tao không cần biết. Ra ra cái ga để tao lên. Tao biết ngay mà. Thấy chân rồi ông lợi ơi, ông nào đây? Ông nào đây? Tại vượng mán đấy. Ông nào đây? Tất cả là tại vượng. Tao định ra đây tao trèo lên đây rồi. Vượng là thằng bị phát hiện đầu tiên. Tất cả là tại vượng. Thằng không đi còn lâu mới tìm thấy được. Thế rồi anh ạ, không có ai đâu, ai thằng của em. Thôi, tao thế thôi. Tao cứ phải cúng. Tại vượng thôi các bạn ạ, không còn lâu mới tìm thấy. Con nước nhảy vào được sao rồi. Mỗi thằng là Thế Cha, mỗi thằng Mao Đệ à? Hai thằng bảy kiếm. Thôi ai à, cuối cùng phát hiện hai thằng ở trên này. Này, một mũi tên bắn trúng hai đít.
trốn ở đâu, cứ thích trốn cùng nhau cơ. Rồi, bây giờ là chỉ còn hai thằng nữa thôi. Sẽ đi lên trên trên tầng nhá. Bắt đầu lên trên tầng. Đến nãy là thằng Mao Đệ. Thằng Mao Đệ nó trốn rất là kỹ. Không hiểu nó trốn đâu cơ. Mát quá. Giờ chỉ còn thằng Mao Đệ nữa thôi. Thằng Mao Đệ ấy, thì chắc chắn là nó không trèo lên đây được rồi. Và nó cũng không có dũng cảm để trèo lên đây đâu. Thế nên là chỉ tìm những cái chỗ. Bây giờ ấy, phân tích kỹ thuật một tí. Thằng Mao Đệ nó nhỏ, nhát gan, không dám trèo cao, thì nó sẽ trốn ở những cái chỗ như kiểu lần trước ấy. Thứ nhất là bể cá này, thứ hai là tủ lạnh này. Đó, đều là những chỗ rất là nguy hiểm nhưng mà lại an toàn. Tức là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ấy. Thế là mình nghĩ là nó sẽ, thứ nhất là sẽ không dám ra cái nhà ngoài kia đâu. Đấy, tại vì nhà ngoài kia nó không có điện, nó tối, sợ ma là sẽ không ra đấy. Và thứ hai nữa là những cái chỗ cao cao như kiểu nóc nhà trên này thì nó có gan ăn gan hùng cũng không dám trèo lên. Đấy, bây giờ mình đang nghĩ là cái chỗ nào đơn giản nhất mà lại khó nhất. Chả có chỗ nào. Chẳng nhẽ hôm nay lại chịu à? Đấy, nó lại là người cuối cùng rồi. Nó lại là người cuối cùng rồi. Xem nào. Chỗ nào mà đơn giản nhất mà dễ tìm nhất. Đây. Đây nha mọi người nhá. Tức là khu trốn tìm của anh em mình á là được bao gồm tất cả những cái chỗ mà có nền bê tông này và mọc công trình lên. Không được ra vườn, không được trốn ở trong vườn kia. Vì vườn khá là rộng, không biết nó giúp ở đâu. Những cái nhà kia thì được cả. Nhưng mà mình nghĩ thằng Mao Đệ nó sẽ không ra đấy. Mình đi tìm một loạt đã. Rồi lấy chìa khóa mở phòng đã. À, quên mất. Còn khu nhà bên này nhá. Còn khu nhà bên này, chưa tìm này, đấy. Khu nhà Dũng Thay Xỉn. Đi sang đó tìm. Vì cái chỗ đấy nó cũng dễ tìm đấy. Đây. Thằng này thì nó nhỏ, lần nào nó cũng kiểu là người chiến thắng hay sao, mặc định hay sao. Đấy, chìa khóa mở cái phòng này ra xem thế nào, biết đâu được. Nó lại chơi bài. À, thế này bọn này chơi bẩn rồi. Chắc chắn chơi bẩn. Nó sẽ khóa cửa phòng lại. Nó khóa cửa phòng. Còn một cái phòng dưới tầng nữa không? Nó khóa cửa phòng, nó cầm chìa khóa thì mình làm được. Có cầm chìa khóa không? Biết. Không được chơi cầm chìa khóa, khóa phòng xong rồi. Đấy. Có mấy em với Vượng đi ra lên kia thì chả đi đâu lên tầng. Thì không biết. Thế lúc em ngồi ở chỗ đấy em chắc biết cái gì. Bây giờ phải xử lý thế nào nhỉ? Bây giờ nếu mà vào phòng đấy là không được tính nữa. Ờ. Hả? Được. Chỗ đâu nhỉ? Tức là có hai cái phòng bị khóa. Mình đang nghi là bọn này nó cho Mao Đệ vào đấy. Bà Tư đi ra đâm và khóa rồi. Không, tao biết chỗ dù chìa khóa. Chờ mình chút nhé. Đấy, một cái trên tầng nữa. Nó trốn đâu nhỉ? Không được, hôm nay mình nhất định phải tìm ra nó. Không thể như hôm trước chịu thua được. Đấy, còn một cái phòng này nữa. Phòng này là ngày xưa anh em mình làm clip trên này đấy.
Wow. Phòng này ngày xưa anh em mình, mọi người còn nhớ ngày xưa ở cái phòng này không? Đó. À. Cái phòng dưới nó. À đâu? Tôi phải sang nhà giúp xe xỉ tìm trước đã. Bây giờ sẽ tìm bên nhà giúp thầy xỉ nhá mọi người nhé. Không, không tìm được chịu gì thì... Không thể chịu thua nó được. Địa điểm cuối cùng nhé mọi người nhé. Ở trên nóc lúc nãy mình ở trên cao mình nhìn tổng thể hết rồi. Bây giờ ra địa điểm cuối cùng là ở cái nhà. Nhà ngoài kia, nhà gì nhỉ? Nhà tổng đài. Ngoài này mình nghĩ là nó sẽ không dám ra nơi đâu. Tại vì nó tối. Thằng Mao Đệ nó hay sợ ma mà nhát gan mà. Tìm lại một lượt nữa. Lần này mà chịu thua nó nữa thì nhục lắm mọi người ạ. Giúp chú hồ phân được. Hồ phân thì chị lạnh nó một cụ luôn nếu mà chú hồ phân. Đảo qua một lượt nữa. Trong Mao Đệ thì chắc chắn là mọi người mình hiểu là nó sẽ không chọn những cái vị trí nào cao. Đấy. Nhát gan nhưng mà bây giờ không biết tìm nó ở đâu cơ. Ở đây ơi. Không được. Phải tìm lại. Nhiều chỗ mình chưa kiểm tra lắm. Bỏ sót một chỗ nào được có thể nó sẽ ở đây. Chẳng nhẽ nó giúp được vào két của mình thì sao? Không bao giờ có chuyện đấy luôn. Đấy, bây giờ chỉ còn duy nhất cái phòng này. Nếu mà nó ở trong phòng này mình xử nó thua luôn. Tại vì ở đã vào trong phòng này mà lại khóa được cửa ngoài thì phải có người trợ giúp. Đấy là chơi bẩn, lại cầm chìa khóa mất. Không được. Chịu thua nó thật mọi người. Không biết được đâu.
Này, nếu mà nó ở trong cái phòng kia mà nó thằng nào khóa mà lại cầm chìa khóa thì thua luôn em nhá. Em thề chắc chắn là không ra rồi. Thế là đâu? Thua luôn. Em đâu phải. Anh chịu thua chưa? Rút vào đấy tôi giết. Đấy, tìm anh chị nhá. Anh không tìm được cây. Đừng, phải suy nghĩ một tí. Không ai trên được cây. Nó vẫn trong nền bê tông vẫn được nhỉ. Đây với chầu. Có. Đi. Bây giờ phân tích kỹ thuật một tí mọi người. Mọi lần nó trốn ấy, toàn những cái chỗ đơn giản, dễ tìm mà lại mang tính hiệu quả cao. Chỗ cũng đơn giản. Tủ lạnh tìm rồi. Gầm giường thì lúc nào cũng tìm rồi. Lúc nào đơn giản. Đây đây. Mày biết đâu. Ở đây có mỗi em biết. Giúp vào máy tuốt thật đấy. Tìm lại cái máy tuốt. Không thì thua nhục nhã thế này. Không được, máy tốt này thì nó rút vào đây chắc từ lúc cũng chết toi luôn rồi. Thôi khả năng là đành phải chịu thôi mọi người. Thôi nhá. Được thì đường nào mình và đường nào thì mau để nó cũng thắng rồi mà. Thế nên là thì mình vẫn là người thua. Đâu. Đống ta to ấy. Đống gì? Đống ta to như là dơm ấy. Dơm á? Ăn tiền à? Sao mà nhựa đấy được trong này? Trong đây thật không? Ai da. Vượng vượng lấy cho anh cái bật lửa. À, hôm nay có cái món gì nướng cần dơm không nhỉ Đạt nhỉ? À Vượng nhỉ? Món gà anh ạ. Nướng gà không dơm nhá. À thôi đốt luôn cái dơm để đấy nhỉ. Đốt luôn cái dơm nướng gà nhá. Này, anh đi đốt cho đi ạ. Ôi trời, nóng chê. Kinh quá. Trời mà chua đấy. Đúng, thấy chưa? Đúng mình phân tích kỹ thuật quá chuẩn luôn nhưng mà mình vẫn không làm được cái điều mà phân tích xong thì lại không nghĩ ra là chỗ này đơn giản. Bây giờ chắc chết cống với mọi chân à. Gấp chân. Ui em thắng nhỉ? Thắng nhỉ? Lại có làm kỷ nhỉ? Lại có hiu á. Thật sự là mình đã phân tích đúng và phân tích chuẩn rồi. Mất quá nhiều thời gian để tìm những cái chỗ giả dụ như ở ngoài ngoài nhà điều khiển kia và ở trên tầng. Mình phân tích khá là chuẩn về cái chỗ trốn của nó nhưng mà mình vẫn không thể nào tìm thấy được. Mấy mà mình dành anh không bị đúng luôn. Đúng là vua trốn tìm luôn. Không có mang đệ làm biệt ngựa vua trốn tìm. À, vậy là trò chơi trốn tìm ở trên nhà cũ của mình hôm nay đã kết thúc với một chiến thắng tuyệt đối dành cho Mao Đệ Đệ nha mọi người nhá. À, ông vua trốn tìm Mao Đệ Đệ. Đẳng cấp. Thật sự là mình không nghĩ là nó sẽ trốn trong đống rơm đâu tại vì nó dặn. Nhưng mà nó lại chơi quả cả. À không được. Nó vẫn chúc phòng hết cả người. Nha, lần sau sẽ chơi đàng hoàng tử tế, không được nhờ sự trợ giúp nữa. Lấy là mình chưa đưa ra. Thôi được, hôm nay nó vẫn là người chiến thắng.
phần thưởng của Mao Đệ Đệ. Và lần sau mình sẽ sửa đổi luật trong trò chơi của anh em mình. Chia luôn nhé. Sửa đổi luật trong trò chơi của anh em mình là sẽ không được nhận sự trợ giúp nữa. Và hôm nay là và hôm trước nữa, hôm nào Mao Đệ Đệ cũng nhận sự trợ giúp của người khác. Từ cái trò chơi này mà toàn bảo chú ấy nhấc cháu lên tủ lạnh, chú ấy đút cháu vào đống rơm. Thế thì hôm trước em có nhờ ai đâu em tương trùng nữa. Ở đấy có mỗi hôm đấy thôi, còn mỗi hôm toàn nhờ sự trợ giúp thế là không được. Lần sau sẽ sửa đổi luật thật chặt chẽ luôn, chơi gọi là xanh chín luôn à. Xanh chín luôn. Thôi chào tất cả mọi người nhá. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye.